thí sinh ngất xỉu trong phòng thi, dương tính NCOV. Tại thành phố Hồ Chí Minh, làm được một nửa thời gian bài thi ngữ văn, nam sinh tại điểm thi trung học phổ thông Lê Quý Đôn ngất xỉu, kết quả test nhanh dương tính với NCOV. Các nhân chứng cho biết, nam sinh được lực lượng y tế tại điểm thi đưa đến bệnh viện quận 3 trong tình trạng mệt mỏi, tay chân bủn rủn, được cách ly theo dõi sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức và ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo, đã đến điểm thi kiểm tra sự việc, không đưa ra ý kiến. Trong thông cáo phát đi lúc 12 giờ 43 phút, thành phố Hồ Chí Minh cho biết kết quả test nhanh của nam sinh dương tính. Em đang được lưu bệnh tại Trung tâm Y tế quận 3. Ngoài ra, tại trường Trung học cơ sở Đặng Trần Côn Tân Phú có một thí sinh F0 đến làm thủ tục vào chiều qua, sáng nay không đến điểm thi. Tại trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn, quận 7, có thí sinh F0 vẫn dự thi môn ngữ văn sáng nay. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân và Trung tâm Y tế các địa phương có liên quan, nhanh chóng khử khuẩn toàn bộ điểm thi, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là 5K trong các buổi thi còn lại. Ngoài ra, cán bộ coi thi, nhà trường, giáo viên, phụ huynh cũng đang động viên, làm công tác tư tưởng cho thí sinh cùng phòng thi. Với các trường hợp nhiễm bệnh, yên tâm hoàn thành kỳ thi. Nhà trường sẽ phân luồng riêng, quản lý việc di chuyển trong điểm thi của thí sinh. Điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn có 607 thí sinh, hơn 100 cán bộ, giáo viên và nhân viên coi thi. Điểm thi Trung học cơ sở Đặng Trần Côn quận Tân Phú có 699 thí sinh, 122 cán bộ và giáo viên coi thi. Điểm thi Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn có 625 thí sinh và 133 người coi thi. Hiện chưa xác định vì sao thí sinh F0 vẫn được thi đợt 1, dù thành phố Hồ Chí Minh đã xét nghiệm và phân loại. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh F0, F1, F2 và những em trong vùng cách ly, phong tỏa sẽ thi tốt nghiệp đợt 2. Tại Nghệ An, Đà Nẵng, một số F1, F2 thi đợt 1 do có nguyện vọng, được sự đồng ý của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và địa phương có biện pháp đảm bảo an toàn. Thủ tướng chiều hôm qua cũng đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý nơi nào an toàn mới cho thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nơi nào chưa thì lùi hoặc hoãn. Cùng với 1 triệu thí sinh cả nước, sáng nay, gần 87.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với môn ngữ văn. Thời gian làm bài 120 phút, tính từ 7:35. Mạnh Tùng. Thủ tướng Campuchia cho tất cả học sinh lớp 12 tốt nghiệp, không cần thi. TTO trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới ở nước này không thể diễn ra theo kế hoạch do dịch Covid-19 và tất cả học sinh lớp 12 đều được công nhận đậu tốt nghiệp mà không cần thi. Bộ trưởng thực tâm, giáo dục Campuchia cải cách thực chất được quốc tế công nhận. Báo Khmer Times Campuchia ngày 16 tháng 12 đưa tin, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã chỉ đạo Bộ Giáo dục nước này cho phép tất cả học sinh lớp 12 tốt nghiệp mà không cần tham gia kỳ thi sắp tới do đại dịch Covid-19. Tôi đã quyết định không cho phép diễn ra kỳ thi quốc gia vào ngày 11 tháng 1 năm 2021. Nhìn chung chất lượng giáo dục đã giảm đi một chút do đại dịch. Chúng ta phải chấp nhận những gì đã diễn ra trên toàn cầu do Covid-19. Cho phép tất cả học sinh lớp 12 tốt nghiệp sẽ giúp các học sinh vui vẻ và không bị hoang mang sợ hãi. Ông Hun Sen phát biểu hôm qua. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia TVK, nhà lãnh đạo Campuchia nói rằng tất cả học sinh lớp 9 vốn đã tham gia kỳ thi cuối cấp trước đó cũng sẽ tự động đậu. Ông Hun Sen thừa nhận khi đưa ra quyết định trên sẽ có một số phản ứng tiêu cực. Tuy nhiên, ông giải thích cần phải làm như vậy. Là thủ tướng, tôi phải có trách nhiệm với nhân dân, với nhà vua và cơ quan lập pháp. Tôi không thể cho phép các học sinh bị nhiễm bệnh, vì điều đó sẽ gây ra đợt bùng phát lớn. Chúng ta không có lựa chọn nào tốt hơn lựa chọn này, ông Hun Sen nói. Người phát ngôn Ros Sop Iecha của Bộ Giáo dục Campuchia cho biết, bộ này đã nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen. Bộ Giáo dục Campuchia sẽ họp để thảo luận vấn đề này. Chúng tôi sẽ sớm công bố với công chúng, ông Ros Sop Iecha thông tin. Ba nhà phòng Vi Văn Hong, một học sinh lớp 12, cho biết đã nắm được thông tin từ Thủ tướng Hun Sen và giờ sẽ đợi thông báo từ Bộ Giáo dục Campuchia. Em thấy vui vì tất cả học sinh đều sẽ được tốt nghiệp mà không cần thi do Covid-19. Em hoang mang và lo lắng về kỳ thi này, nam sinh chia sẻ. Hôm 10 tháng 12 2020, Bộ Giáo dục Campuchia thông báo ngày tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở nước này năm nay sẽ dời sang ngày 11 tháng 1 năm 2021 sau khi bộ này hoãn tổ chức kỳ thi do phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng hôm 28 tháng 11. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục Campuchia, theo kế hoạch ban đầu,
có tổng cộng 121.108 học sinh lớp 12 trên toàn quốc năm học 2019 đến 2020 tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới ở nước này.